rẽ trái là đi chùa Linh Ứng, còn quẹo phải là về công viên biển Đông và về thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Bây giờ chúng ta cũng đã qua 2 giờ chiều, chúng ta về nhé. Xa xa là chùa Linh Ứng đó các bạn.
là con đường gần nhất của thành phố Đà Nẵng này.
mà các bạn hay là cầu rồng. Cầu rồng có thể nói là mình có biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Khi tới cái cầu rồng thì người ta nghĩ là của thành phố Đà Nẵng có cầu rồng đó các bạn. Đây gọi nó là cầu rồng. Thank you.
có bảy số điện thoại di động nữa các bạn. Đà Nẵng thì có một ngã năm này thôi các bạn. Đây là ngã năm Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu và các đường khác. Đây là đường Trần Quốc Toản. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh đó các bạn. Nguyễn Chí Thanh cũng là đường một chiều như là đường Hoàng Diệu. Đường Bắc Nam ở đây là đường Hồng Vương đó các bạn. Đường Hồng Vương ngày xưa là đường trục chính của thành phố Đà Nẵng. Đây là quán mì Quảng 1A ở đường Hải Thành đây các bạn.
Thank you.